À, xin chào em. À, như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cái chương đúng không? Đó là chương điện học và chương điện tử học của chương trình vật lý lớp 9. À, thực ra thì trong học kỳ 2 này chúng ta chỉ bắt đầu chương tính từ từ chương giữa chương 2 là chương điện tử học, chúng ta học về điện dòng điện xoay chiều. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sang một cái chương mới. Chương 1 và chương 2 chúng ta đều liên quan đến điện. Thì cái chương số 3 này chúng ta sẽ bắt đầu sang cái phần đó là phần quang học. Cái phần quang học thì thực chất là chúng ta cũng đã từng được học ở các cái lớp dưới một chút ít. Ở các lớp dưới thì chủ yếu chúng ta nói đơn giản về các cái định luật về truyền đường truyền của tia sáng. Đó là định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật về có tính thuận nghịch của ánh sáng. Và chúng ta có một định luật rất quan trọng, đó là định luật phản xạ của ánh sáng. Thế thì bắt đầu của lớp 9 học kỳ 2 này thì chúng ta sẽ nói về một cái hiện tượng mà rất quen thuộc của ánh sáng. Rất quen thuộc nha. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi là bước đầu thôi. Bước đầu để nghiên cứu về hiện tượng khúc xạ thôi. Còn nếu mà nghiên cứu chi tiết về hiện tượng khúc xạ thì chúng ta lại gặp nhau ở cái lớp 11 cơ. Tận học ở cấp 3 cơ. Nên ở chỗ này chúng ta sẽ bước đầu nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. Tất nhiên ta sẽ hiểu khái niệm thế nào là góc khúc xạ. Thế còn khái niệm góc tới này thì chúng ta cũng đã được biết đến khi mà chúng ta học về cái hiện tượng phản xạ rồi. Nào, thế thì trong cái bài học này chúng ta sẽ phải đi trả lời câu hỏi là gì ạ? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Đầu tiên là cái khái niệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Thứ hai là gì ạ? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tuân theo định luật như thế nào? Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung đầu tiên để trả lời câu hỏi là gì ạ? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Thế thì các em chỉ cần quan sát cái hình ảnh sau đây, các em sẽ trả lời được ngay hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì. Thứ nhất là chúng ta quan sát cái hình ảnh là chúng ta để một cái thìa hay một cái đũa hay cái ống mút mút nước mía chẳng hạn, đúng không? Trong một cốc nước, và cốc này có đựng nước, có chứa nước. Thì chúng ta quan sát, nếu chúng ta nhìn từ bên ngoài vào, chúng ta có cảm giác cái thìa này bị gì ạ? Thìa này bị gãy ở đây. Gãy tại chỗ nào ạ? Tại chỗ mặt mặt phân cách giữa không khí ở trên và nước ở dưới. Thế còn trong nước thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thìa rất đẹp rồi, chuẩn rồi. Ngoài không khí cái thìa cũng rất đẹp, chuẩn rồi. Nhưng mà tại mặt phân cách giữa không khí và nước thì chỗ này chúng ta thấy cái thìa bị gì ạ? Bị gãy đi. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ xét chi tiết hơn khi mà chúng ta gì ạ? Chiếu một cái chùm tia sáng. Hai cái vệt sáng này là biểu hiện cho một cái chùm tia sáng đến mặt phân cách giữa hai môi trường là gì ạ? Không khí và nước. Thì chúng ta thấy ngay một điều là gì ạ? Khi mà trong cái môi trường không khí này, trong môi trường không khí này thì các tia sáng của chúng ta là gì ạ? Là truyền thẳng theo đúng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Đó là trong môi trường trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền theo đường thẳng. Trong cái môi trường trong suốt và đồng tính là nước này thì ánh sáng cũng truyền đi theo đường thẳng. Nhưng rõ ràng tại mặt phân cách giữa hai môi trường là không khí và nước này thì tia sáng đã bị gì ạ? Bị gãy, không còn truyền thẳng nữa. Ta nói là bị gãy cũng được, hay là bị gì ạ? Lệch khỏi phương truyền thẳng. Thì đó chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Như vậy chúng ta có thể thấy ngay được là chúng ta đi đến cái kết luận đơn giản là gì ạ? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Thì hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị gãy. Bị gãy tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hay ta có thể nói là bị lệch khỏi phương truyền thẳng. Đi qua mặt, khi mà gì ạ? Qua mặt phân cách giữa hai môi trường. Tất nhiên là nó phải là qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong gì? Trong suốt. Khi nó truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì nó sẽ bị gãy đi, nó sẽ bị lệch khỏi phương truyền thẳng đi. Đấy là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thế thì bây giờ để mà đi, chúng ta gọi là gì ạ? Đi nghiên cứu cái tính chất của cái hiện tượng này, đặc điểm của cái hiện tượng này, thì chúng ta cần phải gì ạ? Xác nhận ra một số cái khái niệm. Thông thường thì ở cái hiện tượng phản xạ chúng ta biết rồi là khi tia sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường này thì cái tia này ta gọi là tia tới, ta đã biết rồi. Thế thì chúng ta sẽ quay lại các cái khái niệm. Có khái niệm cũ, có khái niệm mới nha. Khái niệm chúng ta nhìn ở đây, chúng ta xét một cái tia sáng SI
tới mặt phân cách giữa hai môi trường. Môi trường thứ nhất gọi là môi trường 1, môi trường thứ hai ký hiệu là môi trường 2. Và lúc này cái tia sáng bị gãy tại mặt phân cách giữa hai môi trường là tại điểm Y này, thì bị gãy đi và tiếp tục đi vào môi trường thứ hai theo đường thẳng là cái tia IK. Thì chúng ta có cái khái niệm đầu tiên chúng ta gì ạ? Khái niệm là điểm tới. Điểm tới chính là ở đây là điểm Y. Điểm tới này là gì? Là chính là điểm mà ánh sáng, cái tia SI ấy, ta gọi là tia sáng ấy, tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì ta gọi là điểm tới. Cái điểm mà tia sáng nó tới, nó gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. Và như vậy thì cái tia SI này ta gọi là tia tới. Những cái tia sáng tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường ta gọi là tia tới. Thế còn cái tia mà đi vào cái môi trường thứ hai ấy, sau khi bị gãy tại mặt phân cách giữa hai môi trường này, thì ta gọi là những cái tia như tia IK này, ta gọi là tia gì ạ? Tia khúc xạ. IK là tia khúc xạ. Thế thì tại cái điểm tới này, tại điểm tới này chúng ta dựng ra một cái đường thẳng N phẩy vuông góc với lại mặt phân cách giữa hai môi trường. Chú ý thầy nhá, N phẩy này là vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường. Thì ta gọi N phẩy đây là pháp tuyến tại điểm tới. Thì cái này ở trong cái phần khúc xạ là các em cũng đã được biết rồi nhá. Khúc xạ là chúng ta cũng biết điểm tới, biết tia tới, biết pháp tuyến rồi. Và chúng ta biết thêm một cái khái niệm nữa, đó là góc tới rồi. Góc tới thường ta ký hiệu là Y, chính là góc hợp bởi tia tới SI và pháp tuyến. Ở đây chúng ta có thêm khái niệm là gì ạ? Góc khúc xạ, ta ký hiệu là R. Thì góc khúc xạ chính là góc hợp bởi giữa gì ạ? Tia khúc xạ và pháp tuyến, ta gọi là góc khúc xạ. Đó. Thế thì từ những khái niệm này và quan sát nhá, quan sát các cái kết quả của cái hiện tượng khúc xạ, chúng ta đi đến một số cái khẳng định sau. Thứ nhất, chúng ta hãy xem xét nào. Ở cái phần phản xạ, chúng ta nhớ lại chúng ta có cái khái niệm là mặt phẳng tới. Mặt phẳng tới là cái mặt phẳng chứa gì ạ? Chứa tia tới và pháp tuyến. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ kể thêm cái khái niệm này, đó là mặt phẳng tới. Là mặt phẳng chứa tia tới và gì ạ?